chào các bạn, mình là Thùy Anh. Hôm nay mình với em uống sữa có đá. Các bạn có uống chi với mình không nha? Rồi, em bơm chào mọi người đi. Chào mọi người, mình là Bơm. Thôi uống sữa đi. Ri uống sữa gì con? Xin chào các bạn, mình uống sữa vị giót tây. Nè, chụp hình đi các bạn, ly của em mình đấy. Của ly của mình đây. Hồi nãy chị Hai, trước khi uống sữa là chị Hai làm gì? Dạ, mình sẽ hứa các bạn trước khi uống sữa với mình nha các bạn. Lúc nãy con làm gì? Lúc nãy mình nói các bạn uống sữa với mình mà. Lúc nãy mình nhảy. Mình nhảy. Mình viết bài. Thì bây giờ thì ở nhà đi nghe hỏi yêu lạ lẽ để mình nghe họ nói gì nhất.